Ông Trần Bá Dương được biết đến với cương vị là người sáng lập ra tập đoàn ô tô Trường Hải Thaco, một trong những tập đoàn ô tô hùng mạnh của người Việt. Thay vì đi theo hướng truyền thống là tự sản xuất ô tô, ông đã chọn cách liên doanh với các tập đoàn lớn của nước ngoài để cùng sản xuất, học hỏi và gia tăng phần trăm nội địa hóa. Và chính hướng đi khôn ngoan này đã giúp cho Thaco trở thành một trong những tập đoàn hùng mạnh và bản thân ông cũng là tỷ phú đô la nổi tiếng của Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tỷ phú Trần Bá Dương, nhà sáng lập Thaco, đế chế ô tô hùng mạnh nhất Việt Nam. Chàng kỹ sư đi vét mỡ bò. Trần Bá Dương sinh ngày 1 tháng 4 năm 1960 ở một vùng quê nghèo tại Thừa Thiên Huế trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh. Thậm chí ông Dương còn có tuổi thơ cơ cực khi mồ côi cha từ nhỏ và một mình mẹ ông phải làm lụng vất vả để nuôi anh em ông ăn học. Chính điều này đã hôn đúc cho Trần Bá Dương một tinh thần nỗ lực không ngừng để có thể giành được thành công như ngày hôm nay. Năm 1978, ông Dương đỗ Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, những tưởng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn đôi chút với ông, nhưng mọi việc hoàn toàn ngược lại. Ông nhớ lại, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin làm công nhân sửa chữa ô tô và công việc đầu tiên của tôi là vét mỡ bò. Thời điểm đó, dù gặp khó khăn trong công việc, nhưng chàng trai 23 tuổi đã thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của mình. Năm 1987, sau gần 4 năm làm việc, ông trở thành quản đốc xưởng sửa chữa nhà máy Đại Tu ô tô Đồng Nai. Đến năm 1997, thợ máy Trần Bá Dương xin nghỉ việc và thành lập xưởng sửa chữa của riêng mình. Người đi đầu trong đế chế sản xuất ô tô tại Việt Nam. Để mở ra sự phát triển cho chính bản thân mình, ông đã quyết định thành lập xưởng sản xuất là tiền thân của công ty Trường Hải Thaco vào năm 1997. Một điều đặc biệt là cái tên Trường Hải chính là đặt theo con trai của ông Dương, Trần Bá Trường Hải. Khi mới thành lập, công ty kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu xe đã qua sử dụng, về tân trang lại, sau đó cung cấp ra thị trường. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp các loại phụ tùng xe cần thiết cho người sử dụng. Không đi theo mô hình công ty gia đình, ngay từ đầu, Trường Hải đã được định hình là công ty cổ phần nhằm tập hợp được trí tuệ của nhiều người. Tiếp đó, đến năm 2000, ông mở xưởng lắp ráp xe tải hạng nhẹ mang thương hiệu Kia. Đến tháng 9 năm 2001, sản phẩm đầu tiên của dòng xe tải nhẹ được xuất xưởng mang tên Trường Hải và đã được thị trường chấp nhận. Trần Bá Dương cũng là người đầu tiên tại Việt Nam bắt đầu sản xuất xe du lịch. Từ dòng xe Kia, Thaco, Kinh Long, ông đã đưa Trường Hải trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên với 100% vốn trong nước, sản xuất và lắp ráp xe du lịch. Điều này đã mở ra cơ hội phát triển cực lớn cho hãng xe mà ông đứng đầu. Đồng thời, Trường Hải cũng chiếm được thị phần không nhỏ trong việc sản xuất xe ô tô trong nước. Bước ngoặt trong sự nghiệp. Không dừng lại, khát vọng lập hẳn một khu công nghiệp cho ô tô đã được Trần Bá Dương gieo lên miền cát trắng Chu Lai, Quảng Nam vào cuối năm 2002, khi nơi đây đón nhận những thay đổi về chính sách để tạo ra sự phát triển mới. Khu liên hợp sản xuất ô tô Chu Lai Trường Hải cùng khát vọng làm ô tô bài bản chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2003, đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp làm ô tô của ông Dương. Với kinh nghiệm có được từ thực tế, Trần Bá Dương đã chọn cái gì đơn giản thì làm trước. Làm xe du lịch, chở người, đòi hỏi đầu tư lớn về công nghệ, rồi còn phụ thuộc vào yếu tố thị trường. Nên xe tải và xe buýt đã được Trần Bá Dương chọn làm điểm khởi đầu trong con đường sản xuất chiếc ô tô tại Việt Nam. Bắt đầu từ công đoạn lắp ráp những dòng xe đã có sự tín nhiệm của người tiêu dùng, Trường Hải đã tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất linh phụ tùng khác cùng với Chu Lai để sản xuất và nâng tỷ lệ nội địa hóa, góp phần giảm bớt ngoại tệ phải bỏ ra để nhập khẩu xe, phục vụ tiêu dùng của các thượng đế. Để biến một người nông dân thành công nhân trong điều kiện văn hóa còn hạn chế ở vùng đất Chu Lai, Trần Bá Dương đã phải nỗ lực vô cùng. Trong 6.800 người của Thaco, có hơn 80% là người núi thành, được tổ chức đào tạo theo kiểu vừa học vừa làm, bằng thực tiễn sinh động và sự huấn luyện của các chuyên gia trong và ngoài nước. Ngoài ra, Thaco còn có chế độ phúc lợi xứng đáng để giữ người. Trường Hải hiện là công ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất lắp ráp và cung ứng đa dạng đủ các phân khúc ô tô tại Việt Nam, từ xe tải, xe khách, xe buýt, xe chuyên dùng và xe du lịch. Mục tiêu của Trần Bá Dương và tập đoàn Trường Hải là tiếp tục đầu tư xây dựng một khu liên hợp ô tô hiện đại nhất Việt Nam và khu vực để thực hiện chiến lược xuất khẩu ô tô.
Một chiến lược quan trọng đã tạo nên thành công của Thaco là không tập trung xây dựng thương hiệu ô tô Việt Nam mà đi theo con đường liên doanh, liên kết với các thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu để chuyển giao công nghệ, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ để tăng tỷ lệ nội địa hóa cho công nghiệp. Khi nói về tương lai của Thaco thì ông chia sẻ là phải sử dụng nguồn lực tối ưu để đạt được mục tiêu cao nhất ở cả ngắn hạn và dài hạn. Trước tiên thì Trường Hải chỉ làm phân phối, có nghĩa đơn giản là mua và bán. Kế đến là sẽ thành lập một chuỗi showroom bán lẻ, lắp ráp xe, sản xuất phụ tùng và nghiên cứu phát triển sản phẩm để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín. Và thứ hai là phải đi theo nhiều phân khúc chủng loại, từ xe tải, xe bus tới xe con. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Nhảy vào thị trường bất động sản và nông nghiệp. Dù không quá nổi danh trong làng bất động sản Việt Nam, nhưng ông Dương cũng là một cái tên không thể không nhắc đến. Chủ tịch tập đoàn Trường Hải nhảy vào thị trường bất động sản khi thâu tóm công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Năm 2012, ông bắt tay vào đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và phát triển đô thị bất động sản, ngay thời kỳ thị trường này rơi xuống đáy. Lúc đó, nhiều người cho rằng ông bị điên khi bước sang lĩnh vực bất động sản, ông lại chọn khúc xương khó nhằn nhất. Vào đúng thời điểm thị trường bất động sản đóng băng và dự án Sala đã khiến ông hao tâm tổn sức lớn nhất. Là tân binh trên thị trường, nhưng ông quyết tâm xây dựng khu đô thị có quy mô lớn kiểu mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh và ông đã làm được như lời mình nói. Khu đô thị Sala Đại Quang Minh được hình thành nhanh chóng và trở thành trái tim của Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo kiểm toán bán niên 2017, kinh doanh bất động sản đem về cho Thaco hơn 1.645 tỷ đồng doanh thu và 443 tỷ đồng lợi nhuận. Tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018, Thaco đã công bố chiến lược phát triển đa ngành, đó là hướng tới một siêu tập đoàn với nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Sau ô tô, bất động sản, ông Trần Bá Dương lại lấn sân vào nông nghiệp bằng hợp tác sản xuất và phân phối máy nông nghiệp với công ty LSM Tron Hàn Quốc. Theo nội dung ký kết, LSM Tron sẽ chuyển giao công nghệ cho Thaco xây dựng nhà máy và bắt đầu sản xuất máy móc thiết bị sử dụng trong nông nghiệp với tỷ lệ nội địa hóa đến 50%, mang thương hiệu Thaco và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Tỷ phú đô la giàu nhất nhì Việt Nam. Từ đầu năm 2018, Trường Hải, Thaco đã chính thức giành được quyền phân phối độc quyền các sản phẩm ô tô của tập đoàn sản xuất xe hơi danh tiếng đến từ nước Đức là BMW, trong đó có các nhãn hiệu ô tô sang trọng nổi tiếng trên toàn thế giới như BMW, Mini. Ngày 25 tháng 3 năm 2018, Thaco chính thức khánh thành giai đoạn một nhà máy sản xuất ô tô du lịch Mazda lớn nhất Đông Nam Á tại khu liên hợp sản xuất ô tô của công ty ở Chu Lai, Quảng Nam. Nhà máy lắp ráp này được xây dựng với các công nghệ hiện đại bậc nhất được chuyển giao trực tiếp và đạt tiêu chuẩn toàn cầu từ tập đoàn Mazda Nhật Bản với công suất là 50.000 xe trên năm và khi hoàn thành giai đoạn thứ hai sẽ đạt công suất 100.000 xe trên một năm. Tính đến thời điểm hiện nay, Thaco Trường Hải đã trở thành một trong những tập đoàn lớn trong nước phát triển mạnh mẽ về công nghiệp sản xuất ô tô. Dù hiện nay, với sự xuất hiện của VinFast cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thị phần công ty, nhưng không vì vậy làm giảm lượng tiêu thụ hàng năm của công ty này. Sự phát triển của đế chế Thaco ở Việt Nam giúp ông Trần Bá Dương chính thức lọt top tỷ phú đô la theo danh sách của Forbes năm 2018 với khối tài sản 1,8 tỷ đô la, khoảng hơn 40.000 tỷ đồng. Năm 2019, ông Dương tiếp tục đứng trong bản đồ tỷ phú thế giới ở vị trí 1.349 với tổng tài sản 1,7 tỷ đô la Mỹ. Ở Việt Nam, ông chỉ đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cứu người cũng là giúp mình. Khi sự hợp tác của Thaco và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mới khởi động, nhiều người đã hoài nghi về mối quan hệ và những cam kết này bởi cho rằng phần lợi nghiêng về Thaco. Là người khai mở, quy tụ được tới 80.000 hectare đất không chỉ ở Việt Nam và cũng đã trải qua 25 năm hoạt động trên thương trường, hơn ai hết, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức hiểu rõ nhất tình thế của mình. Ở thời điểm đầu năm 2018, mặc dù đã được chính phủ, ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét tái cấu trúc nợ, giảm lãi suất, đồng thời công ty cũng đã nỗ lực cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng giảm nợ, nhưng tổng dư nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn khoảng 23.000 tỷ đồng, dẫn đến chi phí lãi vay phát sinh hàng năm rất lớn. Đi tìm người cứu mình, nhưng ông Đức rất thẳng thắn khẳng định đó phải là người có tiền tươi và biết làm ăn công nghiệp ở quy mô lớn, chứ không hề tìm tới những doanh nghiệp bất động sản thuần túy. Sau đó ông quyết định cầu cứu ông Trần Bá Dương. Ông Dương kể lại, anh ấy nói bây giờ đang rất khó khăn, nếu không cứu là anh chết.
Bản chất anh quay về tay không cũng không sao, nhưng mất Hoàng Anh Gia Lai là một nuối tiếc lớn. Người cứu được anh chỉ có tôi, và không những cứu anh mà còn có thể đưa Hoàng Anh Gia Lai thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu trong khu vực. Ngày 3 tháng 8 năm 2018, Thaco đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức để đầu tư vào mảng nông nghiệp và bất động sản. Mục tiêu của Thaco giúp Hoàng Anh Gia Lai Agrico tập trung cơ giới hóa và quản trị dựa trên số hóa cho tất cả khâu trong chuỗi giá trị sản xuất cây ăn trái, từ canh tác đến thu hoạch, vận chuyển, lưu kho, chế biến. Đồng thời, Thaco và công ty con Đại Quang Minh của mình chịu trách nhiệm chính về đầu tư phát triển giai đoạn 2 của dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar. Với giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, cái bắt tay giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thaco là thương vụ hợp tác lớn nhất từ trước đến nay trên sàn chứng khoán Việt Nam của hai doanh nghiệp trong nước. Ông Đức không giấu nổi vui mừng khi cho hay, chỉ sau một năm hợp tác, công ty đã thực sự thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Ở chiều ngược lại, khi quyết định bỏ tiền để giữ lại trong tay doanh nghiệp Việt những diện tích đất có vị trí đặc biệt quan trọng quanh tam giác Việt Nam, Lào, Campuchia, ông Dương có lẽ cũng nhận ra cứu người cũng là giúp mình. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi ngoài cơ hội phát triển nông nghiệp ở quy mô lớn, đây sẽ là nơi ông Dương thi triển những dự định của mình về cơ khí nông nghiệp quy mô lớn, phát triển tiếp ngành cơ khí ông đam mê. Theo chiến lược đề ra, sau năm 2018, Thaco sẽ trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó lấy cơ khí và ô tô là chủ lực và phát triển các ngành sản xuất kinh doanh khác như nông nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp, logistics và thương mại dịch vụ. Đây có thể coi là bước ngoặt phát triển mới của Thaco nói chung và cũng của ông Trần Bá Dương nói riêng sau 15 năm đầu tư vào Chu Lai. Bài học kinh doanh sâu sắc. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu Việt đình đám đang mất dần sức chiến đấu, chọn phương án bán thương hiệu để bảo toàn đồng vốn, thiếu những doanh nhân dẫn đầu đủ mạnh cả về tài lẫn đức trong tất cả các ngành nghề để tạo dựng niềm tin cho nhiều thế hệ, tâm huyết của ông Trần Bá Dương với ngành ô tô và bất động sản quả thực là một điểm sáng hiếm hoi. Để có được thành quả như hôm nay, bản thân ông Dương cũng trải qua nhiều vấp ngã. Những lúc như vậy, tỷ phú này cho rằng trong kinh doanh ai cũng mắc sai lầm, nhưng để tồn tại và phát triển thì phải đúng nhiều hơn sai. Vị tỷ phú đô la cho rằng không ít người khởi nghiệp thất bại. Cái bẫy lớn nhất là sự chủ quan nghĩ việc kinh doanh dễ dàng và thiếu các nguồn lực cần phải có. Cho dù chúng ta có thể khó khăn về tài chính, hào hức để thể hiện mình, thì bài bản trong kinh doanh phải có và phải được thể hiện rõ ràng, ông nói. Ông Trần Bá Dương nhấn mạnh, trong quản trị phải có tầm nhìn dài hạn, trong đó phải chia ra tầm nhìn khả thi, tương quan thực tế và chọn thời điểm thích hợp để thay đổi. Nắm bắt cơ hội theo xu thế mới sẽ giúp chúng ta thành công nhanh hơn, ông Dương nói. Vị tỷ phú nhấn mạnh, sức mạnh của doanh nghiệp không phải ở nhà xưởng, đất đai mà là đội ngũ nhân sự và tìm kiếm nguồn lực tri thức phù hợp. Theo ông, muốn thành công, phải đam mê với nghề, sống hết mình với nghiệp trên cơ sở triết lý mang lại giá trị tối đa cho khách hàng, giá trị đóng góp cống hiến cho đất nước, đồng thời thực hiện sứ mệnh để đạt được tầm nhìn đã đề ra một cách nghiêm túc, kiên định với ý chí mạnh mẽ và nỗ lực cao nhất. Vị tỷ phú này cho rằng giới trẻ muốn khởi nghiệp thì phải sáng tạo và tìm tòi những ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng khởi nghiệp là nghiệp khó, nếu sai thì sẽ mất tất cả. Nhiệt huyết là cần thiết nhưng đi kèm với nó phải là sự thận trọng. Có rất nhiều doanh nhân thành công vang dội trong quá khứ nhưng chỉ cần một bước đi sai lầm là đánh mất tất cả. Khởi nghiệp là chấp nhận rủi ro nhưng tốt nhất đừng để rủi ro xảy ra. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.